Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tin tặc Trung Quốc tấn công mạng chính phủ Việt Nam giữa căng thẳng Biển Đông. Nghiên cứu mới nhất của công ty an ninh mạng hàng đầu của Mỹ cho biết, nhóm tin tặc được xem là do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn có thể đang đứng sau một cuộc chiến dịch nhằm thu thập dữ liệu từ các quan chức chính phủ Việt Nam giữa bối cảnh tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đang gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Thời gian gần đây, chúng ta cũng đã chứng kiến việc Trung Quốc đã đưa công hàm lên Liên Hợp Quốc và khẳng định chủ quyền của họ trên toàn bộ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và Việt Nam cũng tuyên bố điều đó. Theo nghiên cứu của công ty chuyên cung cấp thông tin về các mối đe dọa tình báo Anomaly, thì nhóm tin tặc có tên là Pirate Panda đang cố gắng lừa các giới chức Việt Nam mở các tài liệu Microsoft Excel, file độc hại này được đính kèm trong email có nội dung chi tiết về các ngày lễ, và nếu những ai mở ra thì lại sẽ chắc chắn bị nhiễm độc và mất dữ liệu. Đây là hình ảnh hoạt động của hacker tìm kẽ hở để xâm nhập vào hệ thống mạng nội bộ của các máy tính cá nhân để ăn cắp thông tin hoặc phá hoại các nền tảng phần mềm khác mà người dùng đang kết nối. Địa điểm bị tin tặc nhắm tới là các quan chức ở Đà Nẵng, khu vực quần đảo Hoàng Sa, nơi được xem là điểm nóng, gây ra căng thẳng gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc vì các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên toàn bộ khu vực này với đường chín đoạn mà Việt Nam hay gọi là đường lưỡi bò. Pirate Panda, nhóm tin tặc chuyên thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích, viết tắt là APT, được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Nhóm này nổi tiếng về các cuộc tấn công mạng nhắm vào các chính phủ và các tổ chức chính trị khắp nơi trên thế giới khi nhà cầm quyền Trung Quốc không ưa. Và Pirate Panda cũng là nhóm tin tặc chuyên tập trung tấn công và khai thác dữ liệu xung quanh vấn đề xung đột chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông và vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa là một trong những điều mà nhóm này đang nhắm tới. Trong trường hợp này, nhóm Pirate Panda đã sử dụng mồi nhử là email với chủ đề hành trình cho hai ngày lễ của Việt Nam 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Các tài liệu trong file Microsoft Excel độc hại được đính kèm trong thư có khả năng lây nhiễm cho nạn nhân một phần mềm độc hại tương tự như K-Void và Exit, sau đó sẽ ăn cắp các tệp và thu thập dữ liệu thông tin của hệ thống từ máy tính của nạn nhân. Nhóm Pirate Panda đã sử dụng cả hai công cụ này trong quá khứ, và đây là điều các quan chức Việt Nam hết sức đề phòng, nhất là trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin của các quan chức Việt Nam rất thấp. Trong những ngày gần đây, Việt Nam đã công khai phản đối các hoạt động mới của Trung Quốc, không công nhận các yêu sách của Bắc Kinh đối với các đảo đá ở Hoàng Sa, trong khi Trung Quốc nói rằng các yêu sách của Việt Nam đối với khu vực này là bất hợp pháp. Và bản thân chính phủ Trung Quốc với Bộ Ngoại giao đã tuyên bố rằng họ sẽ dùng mọi biện pháp và yêu cầu Quân đội Nhân dân Việt Nam phải rút ra khỏi Trường Sa. Và tin tặc Trung Quốc thường xuyên phát động các chiến dịch gián điệp mạng nhằm vào các mục tiêu liên quan đến xung đột lãnh thổ của mình. Được biết, vào năm 2018, tin tặc Trung Quốc đã tấn công vào các công ty kỹ thuật và quốc phòng của Mỹ, nơi có quyền truy cập vào những thông tin nhạy cảm liên quan đến các vấn đề tranh chấp Biển Đông. Những thông tin này được xem là rất hữu ích cho Bắc Kinh và thường được họ sưu tầm và tìm mọi cách chiếm đoạt để có thể biết những kế hoạch của Mỹ. Và hiện cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều chưa phản ứng gì đối với thông tin về cuộc tấn công mạng mới nhất này được truyền thông quốc tế đăng tải. Trong khi đó, một công ty an ninh mạng khác của Mỹ là công ty FireEye tuần vừa rồi đã công bố một báo cáo cho thấy một nhóm tin tặc được cho là do chính phủ Việt Nam hậu thuẫn đã thực hiện chiến dịch tấn công vào các trang mạng của chính phủ Trung Quốc nhằm tìm kiếm thông tin liên quan đến cách hành xử của Bắc Kinh đối với dịch cúm Vũ Hán. Thì đây quả là một đòn chí mạng nhằm vào Trung Quốc khi chính phủ Trung Quốc đang tìm mọi cách để che giấu những thông tin này. Đây là hình ảnh trụ sở của công ty FireEye tại California, Mỹ. Công ty này là một công ty an ninh mạng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để bảo vệ chống lại các mối đe dọa trực tuyến được thành lập vào năm 2004. Và có phải tin tặc Việt Nam đã nhắm vào chính phủ Trung Quốc để lấy thông tin về việc cúm Vũ Hán hay không là một câu hỏi. Đây là tựa đề của bài báo của giáo sư Cao Thay cũng đã viết. Ông vốn là giáo sư danh dự và là thành viên thỉnh giảng của trường Nhân văn và Khoa học Xã hội Đại học New York tại Viện Quốc phòng Úc. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, công ty Fairway, một hãng an ninh mạng của Hoa Kỳ, đã báo cáo rằng có ít nhất từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020, các nghi phạm trong nhóm tin tặc APT-32 của Việt Nam đã thực hiện các chiến dịch tấn công nhằm thu thập thông tin về cuộc khủng hoảng cúm Vũ Hán của Trung Quốc.
Mục tiêu của cuộc tấn công là bộ quản lý khẩn cấp của Trung Quốc và chính quyền thành phố Vũ Hán, vì tại đây chứa đựng rất nhiều những thông tin được các cơ sở báo cáo lên về những hoạt động cũng như những viêm nhiễm thực sự của viêm phổi Vũ Hán. Một ngày sau đó, phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng cho rằng cáo buộc này là không có cơ sở. Ông khẳng định như sau: Việt Nam nghiêm cấm các cuộc tấn công mạng nhắm vào các tổ chức cá nhân dưới mọi hình thức. Bài viết này tìm hiểu sự phát triển lịch sử của nhóm hacker APT32 và những cáo buộc nhóm này có liên quan đến chính phủ Việt Nam. Trong đó, APT là chữ viết tắt của một thuật ngữ Anh ngữ, tức là mối đe dọa liên tục nâng cao. APT32 lần đầu tiên được xác định vào năm 2012, khi nhóm hacker này khởi xướng các cuộc tấn công mạng vào Trung Quốc và sau đó mở rộng sang các mục tiêu ở Việt Nam và Philippines. Đây là hình ảnh một website chuyên về an ninh mạng phác họa sơ đồ mô tả quy trình tạo bẫy và tấn công của nhóm hacker APT32, còn được gọi là Ocean Lotus Group, đã hoạt động từ ít nhất từ năm 2013. Theo các chuyên gia, đây là nhóm hacker được nhà nước bảo trợ theo công ty FireEye. Vào năm 2016, Cyber Reason, công ty tình báo về các mối đe dọa trên mạng, đã phát hiện ra rằng hãng này đã bị tấn công mạng cả năm trời và những liên kết của các cuộc tấn công này đều dẫn đến APT32. Tin tặc APT32 tấn công nhắm vào sở hữu trí tuệ, thông tin kinh doanh bí mật và chi tiết những dự án của Cyber Reason. Cyber Reason chuyển sang chặn APT32. Nhóm hacker này tỏ ra là một đối thủ linh hoạt, đã nhanh chóng dùng những các công cụ tự tạo vào lại hệ thống của công ty. Và cũng vào năm 2016, một nhà phân tích ứng phó với sự cố tại FireEye với kinh nghiệm xử lý khoảng 12 cuộc xâm nhập mạng APT đã kết luận rằng mục đích tấn công của APT32 có vẻ như là phục vụ lợi ích của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà phân tích của FireEye đã kết luận rằng APT32 có thể đã thực hiện đồng thời nhiều cuộc chiến dịch và có đủ nguồn lực cũng như đủ khả năng để thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, đặc biệt là giám sát và kiểm tra dữ liệu. Trong một báo cáo được công bố vào tháng 5 năm 2017, FireEye đã đánh giá rằng APT32 là một nhóm gián điệp mạng dính đến lợi ích của chính phủ tại Hà Nội. Nick Kha, giám đốc của FireEye, đã theo dõi công ty cái nhóm APT32 từ năm 2012, tiết lộ rằng một cuộc điều tra được thực hiện vào năm 2017 về các cuộc tấn công ở châu Á, Đức và Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng nhóm này đã dành ít nhất 3 năm để nhắm vào các tập đoàn nước ngoài có quyền lợi ở Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, sản phẩm tiêu dùng và khách sạn. Vào năm 2018, có nhiều báo cáo rằng Ocean Lotus APT32 đã tham gia vào hoạt động gián điệp công nghiệp trong 2 năm nhắm vào các nhà sản xuất ô tô như BMW, Toyota và Hyundai. Các hãng truyền thông đã trích dẫn lời của nhà phân tích mạng cho biết các cuộc tấn công xâm nhập mạng dường như là để hỗ trợ mục tiêu sản xuất của những công ty của Việt Nam. Đây là hình ảnh Thủ tướng của Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong lễ công bố thành lập Cục tác chiến không gian mạng trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam vào ngày 8 tháng 1 năm 2018. Ngoài ra, Volacity, một công ty an ninh mạng, đã báo cáo vào năm 2019 rằng APT32 đã thực hiện chiến dịch tấn công và giám sát kỹ thuật số hàng loạt rất tinh vi và cực kỳ rộng rãi nhằm vào các phương tiện truyền thông, nhân quyền và các nhóm xã hội dân sự cũng như hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Công ty an ninh mạng CrowdStrike đã lưu ý vào năm 2019 rằng sự bùng phát trong hoạt động gián điệp của Việt Nam, tức APT32, đã bắt đầu từ năm 2012 và gia tăng đáng kể vào năm 2018, được cho là gắn liền với chính phủ Việt Nam. Đâu là những yếu tố có thể thúc đẩy chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ cho APT32 tấn công vào một bộ phận của chính phủ Trung Quốc và chính quyền thành phố để tìm thông tin về cúm Vũ Hán? Truyền thông đưa tin cho hay Trung tâm Tình báo Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là NCME, dựa trên phân tích điện tử và dữ liệu từ máy tính cũng như hình ảnh vệ tinh, đã kết luận rằng một căn bệnh truyền nhiễm lan qua Vũ Hán và một khu vực xung quanh có nguy cơ bị ảnh hưởng đến sức khỏe con người và người dân. Cơ quan này của Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một báo cáo mật vào tháng 11 năm 2019 cảnh báo rằng một căn bệnh ngoài tầm kiểm soát sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho các lực lượng Hoa Kỳ ở châu Á. Và báo cáo tóm tắt về vấn đề này đến cơ quan tình báo quốc phòng, Bộ Tham mưu Lầu Năm Góc và Nhà Trắng. Và cuối cùng thì thực sự đã diễn ra điều đó.
không có lý do rõ ràng nào lý giải việc tại sao chính phủ Hà Nội không thể phát hiện ra căn bệnh lây lan này vào tháng 11 đến tháng 12 năm 2019 thông qua các nguồn tin tình báo do con người thu thập và tình báo phát hiện qua hệ thống theo dõi mạng Internet Trung Quốc. Đây là hình ảnh hôm 30 tháng 4 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông tìm thấy bằng chứng virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Trung Quốc. Nếu phát hiện, phản ứng đầu tiên của chính phủ Việt Nam sẽ là thử và xác định cúm Vũ Hán gây chết người như thế nào, đồng thời tìm hiểu càng sớm càng tốt về căn bệnh cũng như là khả năng ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam. Các nhà ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc nên được giao nhiệm vụ lấy thông tin này từ các viên chức đương nhiệm của Trung Quốc. Do Trung Quốc thiếu minh bạch về sự lây lan của cúm Vũ Hán cho đến tháng 1, nhiều khả năng các quan chức Bắc Kinh đã không đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin từ phía đồng sự tại Hà Nội. Và sự thiếu minh bạch của Trung Quốc sẽ khiến các nhà lãnh đạo Việt Nam đưa ra chỉ thị hoặc giao nhiệm vụ cho các cơ quan tình báo và quan chức khác nhau của Hà Nội. Ở Trung Quốc, ưu tiên thu thập các thông tin nguồn về cúm Vũ Hán. Điều này sẽ bao gồm các nguồn mở như Internet, Weibo, tức là một dạng Facebook của Trung Quốc, và các trang blog và các ấn phẩm điện tử. Việt Nam có thể đã tiếp cận được thông tin tình báo có được từ các dịch vụ tình báo thân thiện thông qua việc liên lạc và trao đổi thông thường. Việt Nam có thể đã có yêu cầu cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin hoặc được cung cấp thông tin. Ở mức tối thiểu, các cuộc thảo luận liên lạc có thể đã tiết lộ mọi mối quan tâm chung về cúm Vũ Hán. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể có được thông tin từ các nguồn thông tin tình báo nhân sự, đó là nguồn thông tin bao gồm các quan chức chính phủ Trung Quốc, ngành dịch vụ, ngành an ninh, nhân viên y tế, các nhà khoa học nghiên cứu và công dân bình thường ở Trung Quốc và đặc biệt là từ Vũ Hán. Các nguồn thông tin nhân sự cũng bao gồm các cư dân Việt và nước ngoài tại Trung Quốc, đặc biệt là Vũ Hán, như các doanh nhân, sinh viên và khách du lịch. Tóm lại, các nguồn tình báo, cả con người và tín hiệu có khả năng đã xác nhận những tin đồn đầu tiên vì sự xuất hiện và lan truyền của cúm Vũ Hán đến thu nhập thông tin tình báo của Việt Nam. Đây là hình ảnh tối ngày 13 tháng 4, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc cho hay nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của nước này đã lần lượt vượt qua eo biển Maikyo và eo biển Ba Sĩ và tiến vào Biển Đông để tổ chức tập trận. Trung Quốc hiện đang tỏ ra nhiều dấu hiệu đe dọa sẽ dùng vũ lực để độc chiếm Biển Đông và chiếm lại các đảo. Một báo cáo của Free Air cáo buộc rằng cuộc xâm nhập mạng đầu tiên của Việt Nam nhằm thu thập thông tin về cúm Vũ Hán đã được khởi xướng tấn công Bộ Quản lý Nhập khẩu khẩn cấp của Trung Quốc và chính quyền thành phố Vũ Hán vào mùng 6 tháng 1 năm 2020 và tiếp tục trong suốt quý đầu tiên của năm. Sự thiếu minh bạch của Trung Quốc có thể là một yếu tố thúc đẩy quan trọng đằng sau quyết định này. Bằng chứng công khai rằng APT32 được liên kết với chính phủ Việt Nam dựa trên sự giám sát lâu dài những phương thức hoạt động của các công ty an ninh mạng chuyên nghiệp. APT32 hành động chống lại các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam trong và ngoài nước và nhắm vào các hoạt động doanh nghiệp thương mại nước ngoài cho thấy có thể nhóm hacker này có liên kết với Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm. Vào năm 2017, Bộ Quốc phòng đã thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng. Có thể nhóm tin tặc APT32 được đặt dưới sự trướng của Bộ Tư lệnh Không gian mạng này. Sách trắng quốc phòng gần đây nhất của Việt Nam được phát hành vào cuối năm 2019 tuyên bố Việt Nam sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp phù hợp luật pháp quốc tế để phòng ngừa và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trong không gian mạng. Thật khó tưởng tượng được rằng Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng đã không phát triển một số khả năng phản công có thể cho phép tấn công máy tính của chính phủ Trung Quốc trong trường hợp bắt buộc. Tuy nhiên cũng có lý khi APT32 là một đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông hay một bộ khác báo cáo thẳng cho các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam những kế hoạch mờ ám của nhóm này khi họ bắt đầu hoạt động và đưa ra các kế hoạch. Với những diễn biến mới nhất và nóng trên Biển Đông thì đây là thời gian khởi động một cuộc chiến tranh mà Việt Nam và Trung Quốc có thể làm ngay. Đó là sức tấn công mạng của nhau ngày càng dữ dội, làm tê liệt mọi hoạt động đối phương trước khi xảy ra nổ súng thực sự trên thực địa. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2020 với bản tin Tin tặc Trung Quốc tấn công mạng chính phủ Việt Nam giữa căng thẳng Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.